Nói năm ngôn ngữ khác nhau ạ. À. Oh. Dạ em có thể nói tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Việt Nam. Như là em là có phải là người Việt Nam bao nhiêu phần trăm? Dạ không em. À đấy. Em là phân nửa người Hàn Quốc và phân nửa người Đài Loan. Ủa vậy là không có dính gì Việt Nam luôn hả? Dạ không. Ủa sao nói tiếng Việt hay vậy? Dạ em ở đây được khoảng 10 năm rồi ạ. Oh. Vậy là ngôn ngữ chính của em là tiếng Hàn. Dạ. Vậy mời em nói một câu tiếng Nhật. はじめまして 私の名前はナハンです で、リッピー、リッピー、リッピーシグラムリッピーのグループの đến cái chương trình này cô ấy cảm thấy rất là vui và cô ấy rất là tự tin là cô ấy đẹp nhất trong chương trình này. Để どうもよろしくお願いします。Xin chào mấy mọi người. Xin chào thầy Hồng. 我好，我非常好，谢谢。谢谢，漂亮啊！哦，谢谢你，你也很帅哦。M， 这这个啊，你叫什么名字？我叫罗欢，我中文名字叫罗欢。哦，惊讶！tôi nói cái gì tôi còn không biết luôn. Bây giờ em nói cho anh một câu tiếng Nhật mà anh Dương đẹp trai nhất coi. Bỏ đi cưng, bỏ đi em được rồi. Thôi nghỉ đi, người ta đâu phải thông điệp viên miễn phí. Thôi à. Thôi sự thật thôi.